Chiến hả? Có ai chào Tuấn đâu? Có mà đây mà. Anh Dương vừa chở anh Tuấn đến công chuyện rồi. Vậy không? Phải không? Dạ. Phải không? Có nhà không? Anh chào coi. Tuấn ơi! Tuấn ơi! Đừng trốn em Tuấn ơi! Không có nhà thiệt hả? Có mình em ở nhà, chị ngồi chơi, ngồi uống nước. Nước nôi gì mà nước nôi, nóng quá. Chị mà tới sớm xíu nữa là chị gặp được anh Tuấn rồi. Mấy ông đi đâu giờ nào vậy? Em không có hỏi. Sao kỳ vậy ta? Lần nào mình qua đây không bao giờ mà mình gặp ông ở nhà. Hay là có ai đó ở đây cho nên á, hai ông đó mấy ngày mới chở nhau đi ngoài đường cả ngày vậy đó, đâu có dám về nhà. Ý chị là tại em đó hả? Ô, sao mệt quá, đừng ý kiến cái còi vậy đó. Nè anh Du á, anh nói bây giờ cơm xí nghiệp anh ăn không có nổi, về nhà còn phải ăn cơm chay. Bởi vậy đó, cái tôi thương quá tôi mới mua hộp cá cơm với nửa ký chả lụa để gửi cho mấy ảnh để dành ăn. Nói á là của Yến gửi tặng cho anh Tuấn nghe. Bộ anh Du anh than dữ lắm hả chị? Vừa đủ để xót đó, kỳ ghê. Mình ăn chay được rồi lôi kéo theo cả nhà ăn chay chi vậy? Tại ăn thịt cá thì em không có quen. Với lại mấy bữa em thấy anh Du á, anh hay mua phở, hủ tiếu rồi về ăn chung với cơm. Còn anh Tuấn á, anh nói anh thích ăn chay cho nhẹ người mà. Chai mặn á, là chuyện của mấy người ha. Nè bây giờ tôi đi về nghe dặn, cái này á, là cất vô trong tủ lạnh, tôi không có muốn chó mèo mà nó đụng vô trong cái này của tôi nghe không. Tôi chỉ muốn nhắc lại một lần nữa, anh Tuấn là của Yến nghe. Tôi về à, Tuấn là của Yến nghe không. Có gì thì từ từ đó. Ở đây anh có vài trăm, em cứ cầm đỡ, em cầm để mà mua thuốc. Em theo anh lên Sài Gòn học máy làm công nhân nha. Nha.
Ê, khách của tụi bay. Đi. Anh. Là đây. Đầu nghe luôn á, gặp anh á. Anh tìm ai vậy? Kiếm ai vậy? Em cho anh hỏi, có ly trong quán không em? Vô trọng kiếm, ai rảnh đâu trả lời. Thôi gì mà em, anh đâu khỏi xuông đâu, anh bó cho mà. Đâu cần tiền bo kiểu đó. Quán này đâu chỉ có con ly là hoa khôi đâu. Thôi, nói gì với mấy con mắm này làm gì. Đi thẳng chỗ tìm đi. Đi. Ê, anh nói cho đàng hoàng nha, đừng có giỡn mặt à. Để đây, nghe coi. Mấy con chứ giải không được hả? Tụi bay ở đâu dám tới đây kiếm chuyện vậy? Thì tao có tiền, tao thích tới đây chơi gái. Mày ăn đen trời nữa con. Sao mày heo à? Tụi bay đi vô. Tụi bay đi vô luôn, lùm xùm quan tới bây giờ. Em đang tập trung mà. Chắc đang tên từ cái anh nào phải không? Hãy chị đi. Là chị có anh nào? Thôi đừng có giấu. Bà Yến bà còn biết. Thôi. Sợ gì? Chị đẹp trai, chị nổi tiếng. Ai mà em thích. Nói chị đó vậy là sao? Em không hiểu. Nè, hiểu chưa? Hiểu sao chị? Hiểu là tụi tôi và Yến Liên có cùng sở thích đó mà. Không phải là thích mà là bê đó. Em thích nghe anh hát lắm. Mà mấy chị ở đây lâu rồi, có bao giờ đi coi anh hát trực tiếp chưa? Đâu có rảnh. Mà quan trọng hơn hết nữa là cũng đâu có tiền. Có tiền rồi cũng đâu có chắc mua được vé, khó mua lắm. Hôm nào mà em biết thương hát ở sân khấu gần đây chứ, thì mình phải lên ca đêm. Đi đâu có được, chút quá hoài rồi. Em đọc báo á, thấy nói là ngày mai nó ở ngày sau đó, hai mình đi coi đi. Có mua được vé chưa mà đủ. Mày đứng kìa. Dẫn xe vậy. Dạ. Mấy con quỷ cái vừa lòng hả dạ tụi bay chưa? Tháng nào cũng có chuyện hết á. Chắc tao chết để cho tụi bay sống. Toàn là thứ yêu quái gì đâu không à. Đúng rồi, ở đây ai cũng là yêu quái hết đó. Chỉ có mình con Ly đó đó mới là tiên nữ thôi à. Mày trả lời hả mày? Ê cái con mất dạy kia, ngày mai á mày tính tiền nợ rồi nghỉ việc luôn đi. Chị khỏi đuổi, em tự nghĩ. Má của chuyện tao. Tao cấm tụi bay đụng tới nó, nghe chưa? Đóng cửa đi, tối nay thu quách rồi còn muốn bán gì nữa. Ăn khiên phụ chị coi. Ôi dạ trời ơi, cái gì mà nó nặng dữ không biết nữa. Để đó. Ừ. Ủa em đang ngủ hả? Ây à, cái gì vậy chị? Trời ơi. Quà. Của ai? Hơ. Hỏi bằng thừa, của cưng chứ của ai? Của em. Ừ. Cha Hùng Mái tặng đó. Chà. Dân điện máy nghe chắc cần đồ xịn lắm đó.
À, mở mở coi, con trả tặng cái gì? Chị của ké với. Chị nhận quà của người ta chi vậy? Em trả giùm em đi. Trời ơi, ngu vừa vừa thôi bà. Trả bưng tới đây trả tặng rồi, mắc gì đem trả. Chị cứ làm em khó xử. Mấy thằng mê gái mà hơi đâu mà khó xử với dễ xử cưng. Nó tặng thì cứ nhận đi. Đó anh thấy không, khối đứa đứng đường kiếm từng đồng bạc cắt mà có ai tặng đâu. Khổ như cái rổ luôn. Chuyện gì á, chị nói cũng được á. Từ mò mà cưng. À, sao nhỏ, cái vụ lu bu hộ quán hoàng sao rồi? Cuối cùng bà lộ liễu bà giải quyết mấy mắm kia ra sao? Em không có quan tâm. Ha, kệ ta đi ha, chị yên tâm mà. Hơi đâu mà xí vô, miễn đừng đụng chạm tới mình là được rồi. Nè, nhắm mần ở chỗ đó không có ổn. Nói từ từ kim chỗ khác cao cấp hơn cho làm. Ha, thôi ngủ giấc đi cho nó khỏe. Nhà tư ở ngoài có hầm nồi canh súp kìa, chút ăn ra ngoài ăn, không ấy bưng vô cho cưng nha. Khỏi đi chị, có đi đâu em ghé. Ừ vậy đi, chúc mừng nha, chúc mừng phần quà của con chả Hùng á. Ê, thằng chả đó mê bông ly lắm nha, bữa nào chị cấy con chả tặng mình nguyên một bó chân vô trong phòng cho nó thơm phức chơi. Đời mà cưng, phải biết nâng tầm của mình lên cao cao chứ. Cao hay thấp gì á, cũng là con đĩ. Đĩ thì sao mày, khổ quá mà, phải bán thân nuôi miệng chứ. Còn hơn khói kẻ kìa, ăn dơ ăn bẩn, ăn trên xương máu của người khác, cái thứ đó mới dơ đó. Nói đụng chạm đùm lum hả? Tuấn ơi Tuấn, mày làm gì âm sầm vậy? Tao đóng cái cửa phòng chi liền, lạng quạng nó rớt u đầu chập chân con nhỏ. Sao mà nói chuyện như tự ái của vậy? Tao nói gì mà mày tự ái? Thì cái cửa đó, mày yên tâm đi, tao không đụng tới cô em gái 5.000 ông của mày đâu. Cái thằng này, cửa hư thì tao sửa thôi, chứ tao nói gì đụng chạm tới mày đâu. Mà cứ khơi cái mày tự ái à? Thì vậy đi, bạn bè có gì khúc mắc cứ sổ ra hết để hiểu nhau hơn. Còn ai hiểu mày hơn tao, đúng không? Cảm ơn nha. Mà thôi. Sao về sớm vậy? Thì hết hàng nên về sớm. Ê, tao mới lĩnh lương và tiền bồi dưỡng nè, đi chơi với tao không? Đi không? Mày tính chơi hết hả? Mày đổi tính hồi nào vậy? Tao nghe mấy cái thằng bên tổ đồ nó nói đó, có cái quán gì mà tím tím á, có mấy em hot girl mới về tươi lắm. Tao với mày ra làm đứa ly cà phê rửa mắt chơi. Chắc lo kiếm vợ sớm như mày đâu ơi. Hay sao, hay mày thử tìm hiểu ý Liên đi. Mày bị điên hả? Hả mày, anh em ở chung một nhà khỏi tìm cũng hiểu hết trơn rồi mày. Với lại á, tao cũng giống như mày thôi, coi nó như em út vậy đó. Mà nè, sẵn có mày ở đây nói mày nghe luôn vụ này. Vụ gì? Mày biết thằng này không? Hả? Cái thằng e rất thân của nó đó, làm sao đẹp bằng tao được, đúng không? Nhưng mà chết mới chết mệt, dán lên luôn vậy nè. Trời, trẻ con mà, nó hiền lắm, nó chưa có biết gì đâu. Hay lắm, làm như mà rành tâm lý con gái mới lớn lắm chứ. Nói mày nghe nha, ở nhà nó hiền bao nhiêu á, ra đường nó nói loạn bấy nhiêu á. Sao? Thì đi chơi không? Thôi, vô ăn đi, nghỉ ngơi, tối đi lang thang với tao. Đi đâu? Đi lang thang với mày nữa hả? Cái bồ mày nữa hả? Sao bắt đầu mày hoài với ta? Thật,
sầm rồi, không nhớ đổ xăng gì hết. Bật rau hả? Dạ. Mấy con Lương nói trơn rồi. Em đâu biết đâu. Em ngồi đây từ nãy giờ mà em đâu không biết làm sao. Hồi nãy á, em mở nắp cho tụi nó thở. Trời ơi là trời, nghĩ làm sao mà Lương mà em đi mở nắp cho nó thở. Em biết bao nhiêu một ký Lương sống hay là không. Anh không biết làm sao làm, chạy ra chạy nguy trang đợi cho anh. Thôi mà anh, đừng sát sinh nữa, ăn món khác đi. Trời ơi, sao số tôi khổ gì nè trời. Lâu lâu thèm Lương chuối mà không được ăn cái lần sao. Em xin lỗi. Lỗi phải gì? Anh nói phía trước nghe chưa? Lần sau mà lỡ anh có làm con bò hay con trâu hay con nghe gì đó, cũng đừng cãi anh. Đừng có xí vô làm gì hết trơn á. Nhớ nghe chưa? Đó bây giờ con chuối không nè, em đem vú giùm anh đi. Còn Lương nữa mà làm Lương chuối. Trời ơi. Ủa, chị tưởng chiều em mới về chứ. Có gì không? À, vô đây coi em cần cái gì không. Em cần ngủ. Ngủ hả? Mệt quá hả? Ừ thôi ngủ đi. Ơ mà nè, nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nha bà. Coi nè, để vậy nó đi ngang nó sớt cái một đó. Chị đi à, thôi ngủ đi. Mà sao không nổi? Một mắt nó nổi.
Con nói thôi, thôi, để dịp khác đi. Chứ cả mấy trăm ngàn một cái vé chợ đen, ai dám mua? Về bưu điện, coi cho nó rẻ. Nhưng mà em muốn nghe ca sĩ Lý Hương ở ngoài rồi. Mình muốn, bọn trời không cho, cũng vậy à. Thôi, đi về đi. Thôi, hồi nó thấy vậy. Thôi, chị ngủ đi, ba còn cho ca sớm nữa. Ở đó ngắm cho đã đi ha. Mẹ mày nhắc đường về không vậy? Ba, chị định về thiện đó hả? Ừ. Về trước nha. Xin lỗi, xuống căn nhà, chở vợ nó rồi, anh cứ xuống căn nhà. Đi đứng kia vậy? Bắt bụi đâu vậy? Dạ, dạ con xin lỗi. Liên. Dạ. Đi đâu chơi mà về khuya vậy? Dạ, em tính đi coi ca nhạc mà không mua được vé. Rồi đi đâu tới giờ này? Dạ em ghé công viên chơi một xíu. Đi với ai? Chị Qua hả? Dạ không, em đi mình à. Từ ra về sau á, không được ra công viên buổi tối nghe chưa? Nguy hiểm lắm đó. Dạ. À, hồi chiều sư thầy có gọi điện thoại cho anh, có hỏi thăm em đó. Chết. Hồi chiều nay em tính ra bưu điện gọi điện thoại về luôn, cái xong lu bu hồi em quên mất tiêu rồi. Hư thiệt đó. Chị nói cho anh đưa cái điện thoại cho mà gọi. Nè, cứ cầm lấy đi. Sáng mai rồi hãy gọi. Chứ giờ trễ rồi, không tiện đâu. Thôi, mai em ra bưu điện được rồi. Cách xáo quá à. Nhưng mà lỡ có ai gọi cho anh thì sao? Không ai thèm gọi đâu, yên tâm đi. Giờ thì đi ngủ đi cô nương à. Em cảm ơn anh nha. Ừ. Đúng là xui mà.
lên thì xin nghiệp cũng kỹ cái chân mà có ra biển khu gì đâu. Chút về nhà gặp chợ chú chiên của má chán chết, đi đâu giờ ta? Nãy giờ tôi nói không biết hiểu không mà ngồi im re hả? Tôi nói thiệt nha, cái thằng thôi gì dữ vậy? Thôi thôi tôi về trước nha. Thôi chị ơi, thôi tôi đánh. Trời ơi chị ơi, thôi đi mà, chưa biết ớt giáp gì đánh chết nhỏ sao? Bộ bà kia nói gì mọi người cũng nghe theo hả? Nếu nó thiệt sự đi giật đồ như bà Tư Mơ nói á, mà giờ được công an thả về à? Ôi chị, con bị quan phải không? Chuyện ra sao kể rõ ràng cho tao với má bị nghe coi. Ai có biết cái gì đâu, tự nhiên thấy ông kia té xuống, con mới đỡ ông lên, rồi bị người ta bắt lên đồn công an luôn. Thiệt, mấy cái quần sớm xác bắt nhầm thằng con nít, còn cái quần ăn cướp thiệt thì cao chạy xa bay. Thiệt tình. Chắc tại vì con nghèo quá bà Tám ơi. Thôi ráng đi con, không có ai giàu ba họ mà cũng không có ai khó ba đời đâu bay. Năm nay lớn bộn rồi đó, nè Suke, kiếm cái nghề gì học đi bay. Con thích cái nghề làm tóc của chị Trà My lắm, con thích nhiều lắm. Vậy thì để thủng thẳng, tao lựa lời hỏi con Trà My thử coi sao. Phải có cái nghề mới mong thoát nghèo được con à. Dạ. Rõ hết rồi nghe, đừng có đánh thằng nhỏ nữa à. Có ăn uống gì đủ chất đâu mà bị đòn hoài hả? Nè, cầm đi con. Tiền gì vậy bà Tám? Dẫn má mày đi kiếm cái tô phở hay hủ tiếu gì ngon ngon ăn, xả xui đi. Dạ thôi, chắc là má con có cơm rồi. Cái thằng nè. Chưa đâu, tao thấy ngồi khóc lóc từ chiều tới giờ, có nấu nướng gì đâu. Cầm đi, không thôi tao giận à. Chị cần thêm cái gì? Không, tôi thấy không ổn. Cảnh này khá nhà, diễn chứ cảm xúc quá. Mình quay lại cho một lần nữa đi, xem có khá hơn không? Cả tiếng đồng hồ cho cái cảnh quay này, bà chỉ hát có điểm khúc không à?
chứ đâu có hát nguyên bài. Tôi á thì tôi thấy được rồi, còn chị á, chị tin á thì làm tiếp, còn không tin thì thôi. Tất cả tiền đầu tư đều do Huyền Nhan này bỏ ra hết. Bây giờ tiếng thơm tiếng xấu gì cũng do Huyền Nhan này chịu. Chẳng lẽ tôi không được phép góp ý kiến sao? Góp ý gì? Từ sáng tới giờ á, chị chỉ đạo hết rồi, còn gì góp ý? Chị có tôi như đạo chỉ cùng nhìn. Chị muốn làm gì á, chị tự làm đi. Tí nị, cho em biết thân thay đồ để quay cảnh tiếp theo đi. Anh đã, cho thay đồ. Uống nước vậy? Sao? Bây giờ cảnh tiếp theo tôi muốn là các anh em là hãy chuẩn bị đu đi. Ủa? Sao bộ này chứ? Để đạo diễn nó bộ khác mà. Chị Nhan nói bộ này. Chào chị. Hưng, sao vậy? Chị không cảm xúc gì hết. Có mệt lắm không? Cần nghỉ ngơi chút chứ. Không sao đâu chị, em còn quay được mà. Ở đây đông người lắm chị. Để đi Hưng ơi, giờ sắp hết nắng rồi, đến thủ đi. Ở đó mình đừng nhờ hoài. Rồi, anh em mình cứ thế mà làm đi. Dạ, tin thủ nghe. Dạ, dạ. Chú ơi. Hả? Chú là chủ ở đây hả chú? Đúng rồi, có gì không? Chú cho con làm với. Mày nói cái gì? Chú cho con xin vô làm với. Mấy bữa nay ngày nào con cũng đứng coi đó. Con biết rửa xe mà chú. Chú cho con vô thử việc nha. Ở đây đủ người rồi, với lại không quen không biết, khó nhận lắm. Nhà con ở đằng chung cư gần đây nè. Nha chú, chú cho con vô làm nha chú. Má con mấy chú chiên ế quá. Đi kiếm chỗ khác nha con ha. Đây không cần người nữa đâu. Với lại việc thì ít mà lính thì đông, tiền đâu mà trả lương. Dạ, cảm ơn chú. Xin chú khác nha con. Tư ơi, từ từ.
tư mò. Tư ơi! Tư! Tư! Đi 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 đi! Làm gì mà làm sụp vậy cho nổi? Hả? Tôi lấy mẹ cái bao thương của tôi tặng cho người đẹp bởi thế. Cướp hả? Thiệt hả? Ừ. Trời! Mẹ nói sao cái khu này mất an ninh quá vậy? Mà cái đứa mày cướp của ông là con trai hay con gái? Nó nhanh như sóc đâu có nhìn kịp đâu. Mà hình như nó là thằng con trai đó. Mà mất hết nhiêu? 5 triệu. 500. Ừ. 500. Rồi giờ sao? Có kêu nó ra không? Không. Mất hứng rồi. Thôi bây giờ tôi nhờ bà tặng của ông này cho Ly nha. Ờ, được rồi. Giờ tôi nói với Ly là bông này của ông tặng. Ờ. Tôi lấy từ tay ông đưa qua cho ông Ly. Đúng rồi. Tôi nói là của ông tặng. Ờ. Chà, bố bông này nặng dữ à? À, thôi hiểu rồi. Thông minh. Chà, nhìn sợi dây xích là chất lượng rồi đó. Thôi đi, ông khách sáo quá à. Cất vô đi. Ê, rớt cất tiền vô bạc. Đi mà, cất đi. Chà này. Thôi đi, cất đi ông ơi. Được rồi, để tôi nói nó là của ông tặng. Ha. Nè. Cất đi. Cảm ơn nha. Đi ghét à. À, để nó nghe khoan. Gì nữa đây? Không, mấy ông tặng tôi sợi dây xích còn có giá trị hơn này á. Vậy hả? Giống quỷ. Ôi trời ơi, có sao không? Cũng vậy coi. Ở sớm này quay thẳng hơn hơn ông đâu. Chưa đúng ngọ đã xỉn rồi. Như vậy là trễ rồi đó. Con cháu ông đi Sài Gòn rồi phải không? Ai? Nhà ông có mấy đứa cháu. Hôm qua tôi mới thấy nó Sài Gòn kìa. Chút nữa tôi nhìn không ra luôn á. Đi có bao lâu đâu mà thay đổi dữ vậy trời. Ông bà thấy là hết hồn liền, đẹp như tiên luôn. Sao cho nội? Cha đi đâu lên Sài Gòn gặp? Tôi đi đám cưới đứa cháu tôi ở trên Sài Gòn. Mới về hôm qua chứ đâu. Mà ông gặp Lam ở đâu? Tôi gặp nó ở quán cà phê gần nhà ông anh đó. Là ở đâu? Nhà ông anh ông chỗ nào biết mà nói. Ở gần khu công nghiệp Vina đó. Nó ăn mặc đẹp lắm. Rồi ông có nói gì với Lam không? Con này cũng từ đâu mà nói. Ngồi xa xa giờ thôi. Nó đi làm gài rồi năm nào. Sao vợ chồng ông không cho nó ăn học đàng hoàng rồi gặp chồng cho nó? Nhà tôi không có cái gì mà nói nhiều kiểu. Đúng rồi, về nhà ngủ chồng thôi. Cầm cá anh xinh bằng xe đâu? Mới giờ này đã say xỉn nữa rồi ha. Thư bỏ sữa ngoài tiệm á. Chắc là say xỉn quá rồi. Đâm xe vô đâu đó. Hương mẹ cái xe của ta rồi. Ông trời ngó xuống đây mà coi. Chồng chứ con. Suốt ngày cái say xỉn hoài là sao vậy trời? Không chu như chó nha. Để yên ta ngủ. Khuya nay tôi đi Sài Gòn. Ông đi Sài Gòn chi? Tìm con cháu gái mày đó. Lôi cỏ nó về chứ làm chi? Ông còn đi tìm nó làm cái gì nữa? Cho nhà tao ngâm đắm, nó lôi đụng kia. Trời ơi, nó bị cái gì? Thì kỳ cha ông nội nó đi. Bắt chị tay ao hả? Không nói nhiều. Tiền đưa mấy triệu coi. Tiền ở đâu mà đưa cho mấy triệu?
giờ này bọn em muốn chết à. Ông cái tiểu này tiểu kia, ông năm nào rồi ông năm nào cũng đang chưa phải rồi.